Mới đây tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Cờ Đỏ và Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trao bản tượng trưng tài trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã trao bản tượng trưng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo cận nghèo và khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, mỗi căn được hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, quỹ ban mặt trận Tổ quốc huyện Cờ Đỏ đã vận động xã hội hóa, vận động nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 35 căn nhà đại đoàn kết, hiện đang tiếp tục khởi công xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết, trong đó bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ 5 căn, quỹ vì người nghèo cấp thành phố 14 căn, cấp huyện 12 căn.